Audi Vario 2018 nha mọi người. Rất là đẹp. Xi nhan. Bác xi nhan giùm đi. Đây là xi nhan trái nha. À, màu Audi lên rất là đẹp. Có tín hiệu Audi A8 nha mọi người. Ở đây có một cái công tắc. Các bạn có thể nhấn ở đây. Khoảng mấy giây mình mua ra. Để nó sẽ đổi về màu đỏ. Vừa kết hợp xi nhan LED và stop. Ở đây là màu đỏ. Mình sẽ nhấn lại, nhấn giữ khoảng trong vòng 5 giây nha mọi người. Mình buông tay ra thì nó sẽ đổi về màu xanh rất là đẹp. Đít đèn nè, đít đèn gắn cho Vario 2018 hoàn toàn như viên. Rất là lung linh. Bây giờ mình sẽ tắt xi nhan. Xi nhan phải. Tín hiệu Audi A8 nó chạy rất là đẹp. Khi mà stop các bạn bóp thắng thì nó sẽ sáng hơn cái tín hiệu dummy. Rồi, gắn hoàn toàn nguyên zin. Giờ mình sẽ tắt đèn. Khi mà tắt đèn thì là màu zin của cái này là màu khói rất là đẹp, cực kỳ ngầu. Màu khói nha mọi người. Đây là màu khói. Còn khi các bạn mở ổ khóa lên. Khi bạn mở khóa lên có thể tùy chỉnh hai màu là màu xanh dương hoặc là màu đỏ. Công tắc mình để ở đây nè. Các bạn nhấn giữ trong vòng khoảng 5 giây nha. Các bạn buông ra. Nó sẽ chuyển về màu đỏ. Đít đèn này gắn hoàn toàn như zin, mình thay cho cái đít đèn zin nha mọi người. Mình thay cho cái đít đèn zin đây. Mình thay cho cái đít đèn zin. Gắn như zin. Dắt cắm dây điện như zin. Xe này là chiếc Vario 18 màu đen nhám nha. Đèn nhắm ở trước này dummy, không phải là Audi A11 đâu mà là dự án decal dummy để đổi màu dummy. Đây là đít đèn cực kỳ đẹp.